Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay là buổi tối ngày 24 tháng 9 năm 2016. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị hai bức chân dung của hai vị lãnh tụ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và bức thứ nhất là chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trên chiếc ghế vây, tay cầm cây bút và một bên tay là cầm điếu thuốc lá đây, vị đang thấy trên màn hình đây. Và phía bên này là bức chân dung của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, cũng là một vị tướng thiên tài của đất nước Việt Nam chúng ta. Và bây giờ trước khi đi vào đường nét chi tiết, chúng tôi cũng xin giới thiệu qua. Trước tiên chúng tôi giới thiệu bức chân dung của vị Chủ tịch Hồ Chí Minh này. Hai bức chân dung này được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là khảm ốc xác theo ốc xác của Singapore, được những nghệ nhân bàn tay vàng gốc nghề thực hiện, truyền thần như thật, đẹp hơn vẽ. Đây quý vị đang thấy trên màn hình đây. Chúng tôi là nghề khảm trai ốc của chúng tôi đây. Bây giờ là do các nghệ nhân gốc nghề chúng tôi thực hiện. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi tuyển chọn những cái chai ốc, ốc xác này để cho nó phù hợp với cả khuôn mặt những cái tà áo hay là cây cảnh. Đấy, quý vị đang thấy trên hình đây. Trước tiên đi vào đường nét chi tiết của chân dung vị Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn bộ là được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi khảm trên lèn gỗ gụ ta, gụ Quảng Bình. Đấy, quý vị đang thấy đây. Toàn bộ đây là những đường nét chi tiết này là do các nghệ nhân truyền thần trực tiếp ở các cái ảnh của hai vị lãnh tụ này. Còn quý vị đang xem đây là được chúng xem bức chân dung của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi trên chiếc ghế mây này là được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là khảm ốc sau đó là do các nghệ nhân truyền thần. Đây quý vị đang thấy đây. Đường nét rất chi là tinh xảo. Và phía dưới này là hai câu thơ đây. Người ngồi đó với cây bút chì đỏ, người ngồi đó với cây chì đỏ, vạch đường đi từng phút từng giờ. Quý vị đang thấy mà. Bây giờ đi vào đường nét chi tiết, chúng tôi sẽ quay gần để quý vị thấy được rằng những cái tay nghề nghệ nhân của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là truyền thần nó đẹp như này đến cỡ nào. Đây quý vị nhìn kỹ đây, bác đang ngồi ở chiếc ghế mây. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi chọn những cái ốc xác cho nó màu, nó phối màu nó thật chuẩn. Ví dụ như cái cây này thì chúng tôi cho những cái con bào ngư, chọn những cái ốc bào ngư để cho màu xanh nó rất đẹp. Và đây là bác cũng vậy này, bác những cái bộ quần áo rất chi là thường gặp của bác trong các hình ảnh mặt bác này. Toàn bộ là được các nghệ nhân truyền thần ở đây là truyền thần bằng những cái con dao tỉa, dao tách chứ không phải là vẽ. Đấy, quý vị có thể thấy được ở đây chúng tôi phải nhấn những cái chỗ nào nổi bật thì chúng tôi cho nổi bật. Ví dụ tay bác đang cầm điếu thuốc đây. Đó, tay bác đang cầm điếu thuốc thì cái đầu thuốc này lúc nào cũng có lửa đỏ thì chúng tôi là cho cái miếng ốc đỏ vào, nó nhìn nó như là lửa thật. Đấy, quý vị đang thấy đây. Và tay bác đang cầm cây chì đỏ đây. Đó, cây chì đây. Bác vẽ vạch đường đi từng phút từng giờ đây. Rất ý nghĩa bức tranh chân dung của vị lãnh tụ Chủ tịch Hồ Chí Minh này. Về đường nét thì phải nói là do các nghệ nhân gốc nghề thực hiện nên để truyền thần được những cái bức chân dung như này thì là mất rất kỳ công. Đây là cái bàn bằng mây này tôi làm như thật, như ở ngoài thời thật. Quý vị có thể nhìn ốc rất đẹp. Và ghế cũng vậy, ghế mây đây. Và phía dưới ở cái đợt của cái ghế mây này là những cái tập sách mang vứt lộn xộn này. Đó, rất đẹp.
Lộn xộn là có cái quyển phía dưới cùng thì là có chữ Việt Nam, thì là cái quyển này thì đặt lên rồi, nhưng mà thực sự ra là chúng tôi là đang tái hiện lại như thật, quý vị đang thấy đây. Và những cái chân bác này, hộp bút, hộp sách này, và mài mực, những cái tà áo. Chúng tôi chọn có những miếng ốc nó sao nó phù hợp với cả cái đường nét, đường gân guốc hay là đường nhăn của liếp áo. Nó rất chi là sống động và thực. Vị đang thấy đây, và mặt bác đây. Do những nghệ nhân gốc nghề thực hiện nên. Không phải ai cũng làm được cái này. Và để có được một bức chân dung nó đẹp như này thì không phải là lúc nào cũng có thể là làm được. Bởi vì mỗi khi nghệ nhân truyền thần này là phải những lúc là có hứng thú thì mới làm được. Không phải là cứ làm in một phát là ra theo mẫu được. Đây là phải nói là quá kỳ công. Và bức chân dung của bác này có kích thước là chiều ngang này là 69 phân và chiều cao là 48 phân. Quý vị đang thấy đây. Và chúng tôi đang quay vào buổi tối ngày 24 tháng 9 năm 2016, và tiếp theo là bức chân dung của bác Giáp. Có kích thước là 38 x 48. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Trong cái video clip trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu các cái bức chân dung của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp rồi. Nhưng mà hôm vừa rồi, vừa sáng ngày hôm nay là 24 tháng 9 năm 2016, thì chúng tôi đã bàn giao và bán cho chú Thanh ở Hà Nội một bức chân dung của Đại tướng Giáp rồi. À, quý vị đang thấy đây. Những cái tà áo này, những cái huân huy chương của bác này, chúng tôi làm sao để chọn được những cái miếng ốc nó phù hợp với cả những cái màu sắc trên khuôn mặt cũng như là trên cái áo của bác. Đây là bức tranh rất nghệ thuật. Quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hai số điện thoại 0972 770 888 hoặc 0967 110389. Video quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 1 ở khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tôi xin nhắc lại hôm nay 24 tháng 9 chúng tôi giới thiệu hai bức chân dung của hai vị lãnh tụ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thứ nhất là chân dung Bác Hồ ngồi ghế mây. Người ngồi đó với cây chỉ đỏ vạch đường đi từng phút từng giờ. Quý vị đang thấy trên màn hình này. Rất đẹp, rất đẳng cấp. Và toàn bộ bức tranh này được đồ gỗ Thành Luân chúng tôi là khảm bằng ốc và do những nghệ nhân gốc nghề truyền thần. Nó để mà làm được một bức tranh này nó phải nói rất là công phu, từ cái lúc chọn gỗ, chọn nguyên liệu, chọn gỗ xong đó là chọn những miếng ốc sao để mình ghép lối chỗ nào, màu nào lên, đặt màu nào nó phải hợp lý, nó rất chi là kỳ công. Cũng là một miếng ốc chúng ta phải chọn xem là cái chỗ này nên đặt cái màu gì, cái cây thì màu xanh hay là cái điếu thuốc, cái đầu thuốc là màu đỏ, vân vân, rất kỳ công. Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi cho ra mắt những cái sản phẩm đặc sắc này. Quý vị có nhu cầu liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo hai số điện thoại 0972 770 888 hoặc 0967 110389. Hoặc quý vị có thể về trực tiếp cửa hàng đồ gỗ Thành Luân chúng tôi tại hai cơ sở. Cơ sở 1 ở khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Hoặc cơ sở 2 chúng tôi ở số nhà 71 và 73 đường Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Hoặc quý vị có thể về trực tiếp tại xưởng sản xuất của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi, tọa lạc tại Làng Nghề Mộc, thôn Gia Phú, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Đồ gỗ Thành Luân, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.